Chiều nay, ngày 30 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có người bị thiệt mạng do hỏa hoạn tại huyện Vĩnh Lộc. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉnh đoàn, Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã chia buồn với gia đình ông Lê Ngọc Tuấn ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng có vợ và hai con tử vong do vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm ngày 29 tháng 1. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh động viên gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho các nạn nhân và sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm của người dân tại địa bàn dân cư.